rồi khác, nói rồi khác, ăn rồi khác. Bà ngoại phải nói mấy từ dễ rồi mới mới tới từ khó. Kêu bà ngoại A đi, kêu bà ngoại A hả miệng khám miệng. Con hấp bệnh mẹ con nó ba. Ba. Kêu bà ngoại A. Nhờ đi hát đi. Đi hát. Na 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 na. Ủa đi hát được hả Bi? Đi hát bạn nghe coi. Na 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 na. Mũi mũi đi, mắt mắt đâu, mắt của bà ngoại đâu, mắt của bà ngoại, trời ơi chỉ gì chọc cái mắt lủng mắt của ngoại sao, lỗ tai của bà ngoại đâu, tai tai đi, tai tóc đâu, tóc